Xin chào các bạn. Trong thời gian vừa qua thì mình có nhận được một số câu hỏi từ các bạn thi công. Đấy rằng là khi mà thi công đến cuối của bức tường mà phải cắt tấm thì làm thế nào? Thì rất đơn giản thôi. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về xử lý tình huống này. Đấy. Bước đầu tiên thì rằng là mình sẽ xác định rằng là bề rộng của tấm mình cần giữ lại. Đấy. Sau đó là mình đo để mình cắt bỏ đi cái phần thừa của tấm. Thì các bạn có thể sử dụng máy cắt tay hoặc là dao cũng được để mà cắt cái phần thừa của tấm này đi. Đấy. Sau khi mà các bạn đã cắt xong rồi thì các bạn sẽ nùa nó vào cái phần bức tường cuối. Đây, nùa vào cuối bức tường này. Thì đến cuối bức tường như thế này thì nó sẽ cái phần chỗ cắt này này nó sẽ không được phẳng đẹp. Đấy. Tuy nhiên không sao. Thì đến đây thì là mình sẽ dùng cái phụ kiện của cái tấm nhựa nano này, đấy chính là cái cây bê góc âm. Cây góc âm này thì để mình sử dụng để vào trong cái các cái góc trong như thế này. Đây là cái cây góc âm. Đấy. Bạn sẽ gài nó vào trong cái góc tường này như thế này. Đấy. Vậy là nó đã che đi được cái phần góc mà mình cắt tấm này. Đấy. Các bạn lưu ý rằng là mình sẽ sử dụng keo để bôi vào hai bên cạnh của tấm của cây phào góc này. Đấy. Và sau đó là cố định được góc tường. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng súng bắn đinh để cố định hai đầu trên dưới của cái cây V này để cố định nó trong lúc mà mình chờ keo khô. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn về cách xử lý cái tấm cuối của bức tường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.